Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với tutorial giới thiệu và hướng dẫn những kỹ năng và chọn những thiết bị cần thiết để chúng ta bắt đầu trở thành một DJ producer chuyên nghiệp trong thời gian gần nhất. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới audio interface. Trong chủ đề hôm nay mình sẽ giải thích audio interface là gì và những câu hỏi để giúp các bạn có thể làm thế nào để chọn ra một cái audio interface phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Và trên tay mình đây đang có một cái audio interface của Advit. Đây là một cái audio interface rất là đơn giản, hay các bạn có hay gọi là sao cạc. Thì một cái audio interface nó sẽ gồm 3 bộ phận và 3 nhiệm vụ chính của nó. Đó chính là cổng input, cổng output và một cái thiết bị gọi là converter nằm ở phía trong. Thì input, mình sẽ nói về input trước. Đầu tiên về phần input sẽ có hai phần chính, đó là phần bit depth. Bit depth có nghĩa là cái độ sâu khi bạn thu một cái signal analog và chuyển sang digital thì cái độ sâu của nó là bao nhiêu. Bình thường á, là nó khoảng 16 bit, nhưng mà đối với những thiết bị cao cấp hơn thì nó có thể support tới 24, thậm chí 32, nhưng mà 32 bit thì nó hơi quá. Theo mình sử dụng thì 24 bit là vừa phải. Và cái thứ hai đó chính là sample rate. Sample rate là cái giống như một cái hình ảnh mà khi các bạn thu âm từ cái analog signal và nó chuyển thành cái thông số 101010 cho máy tính nó hiểu, thì cái sample rate có nghĩa là nó ghi lại hình ảnh, bao nhiêu hình ảnh của cái signal analog đó và đưa vào máy tính, làm cho máy tính hiểu và vẽ lại theo cái tín hiệu 101010010 trên máy tính. Và cái thứ hai đó chính là output. Output là cái đường để đưa cái tín hiệu từ audio từ máy tính của bạn, nó sẽ chuyển thành tín hiệu analog và đi ra loa hoặc là headphone. Thì đối với những cái thiết bị audio interface chuyên nghiệp thì nó sẽ có một cái jack dành cho headphone và hai cổng left right để xuất ra loa. Thì đây là nó có hai điều các bạn cần nhớ. Thì đây là cái cổng balance, có hai loại, một loại là balance và unbalance. Thì balance có nghĩa là khi điện thoại bạn có tín hiệu điện thoại tới thì nó sẽ bị không có ảnh hưởng những cái signal đi ra từ cái audio interface này, nó sẽ không có những cái tiếng noise trong quá trình mình thu âm. Cái thứ ba đó là bộ phận quan trọng nhất trong cái audio interface, đó chính là converter. Thì các bạn thường thì không thấy cái thiết bị này, nhưng mà nhiệm vụ của converter đó chính là chuyển đổi tín hiệu analog đầu vào trở thành tín hiệu số 101010 cho máy tính hiểu, và sau đó chuyển tín hiệu số từ máy tính 101010010 sang tín hiệu analog để đi ra loa. Đó là cái audio interface, nó mắc là mắc ở cái converter. Thì converter nó càng tốt thì tín hiệu nó chuyển đổi vào ra thì nó càng chính xác, thì nó mang cho chúng ta cái tín hiệu bạn thu vào nó chính xác và tín hiệu chúng ta nghe lại nó vẫn chính xác. Và một phần cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn để hiểu rõ hơn, đó chính là DSP. DSP là từ viết tắt của Digital Signal Processor. Thì cái DSP này nó sẽ có hai chức năng chính. Thứ nhất là nó sẽ giúp tiết kiệm bộ nhớ của CPU và hoặc là công suất của máy tính của bạn, bởi vì những cái phần mềm đó nó sẽ chạy trực tiếp trên một con chip ở trên audio interface, và nó sẽ sử dụng một cái code riêng, một cái mảng hoàn toàn riêng cho nó luôn. Và cái nhiệm vụ thứ hai của nó là nó giúp nâng cao cái chất lượng về cái mặt audio hoặc là processor, giống như là một thiết bị outboard gear chẳng hạn. Nó sẽ giả lập lại tín hiệu analog signal gần như là giống với những cái thiết bị thật, thì nó sẽ nâng cao lên cái chất lượng về mixing hoặc là những chất lượng khác. Và DSP này nó có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất của nó là nó sẽ giúp tiết kiệm CPU trong máy tính của bạn, bởi vì những cái phần mềm kèm theo nó sẽ sử dụng toàn bộ những cái nguồn CPU nằm trên cái audio interface của bạn. Nó sẽ giúp cho máy tính của bạn tiết kiệm được bộ nhớ khá là nhiều. Và cái thứ hai á, là nó sẽ giúp nâng cao cái chất lượng audio của bạn, bởi vì nó được viết cho một cái phần trên một cái phần mềm riêng và sử dụng một con chip riêng cho nó, nên nó tối ưu hóa rất là cao và nó giả lập lại những tín hiệu giống như là những cái thiết bị outboard của mình, thì nó sẽ mang lại tín hiệu gần như là giống khoảng 99% so với thiết bị thiệt, tùy theo cái nhà sản xuất
hiện tại có hai nhà sản xuất lớn theo mình biết, đó chính là TC Electronics mà những producer ở Việt Nam đã biết khá là lâu, và một hãng sản xuất cũng mới đến vài năm đây thôi, đó chính là Universal Audio, thì người ta đã có ra một cái sản phẩm gọi là UAD. Và tiếp theo, làm thế nào để các bạn chọn cho một cái audio interface phù hợp với công việc của bạn? Đầu tiên, các bạn cần phải đặt cho mình một câu hỏi, đó chính là bạn sử dụng audio interface đó để làm gì? Nếu cơ bản các bạn chỉ dùng nó để sản xuất nhạc, nói chung là ví dụ nhạc EDM chẳng hạn, thì bạn chỉ cần nó để cho xuất âm thanh từ máy tính đi ra loa, thì các bạn chỉ cần một cái audio interface cực kỳ đơn giản này thôi. Còn nếu mà các bạn sử dụng nó cho mục đích thu âm chuyên nghiệp thì các bạn phải cần một audio interface có support dành cho micro thu âm, và nó có hỗ trợ phantom power, có nghĩa là cái nguồn để cấp cho cái micro. Nếu bạn muốn đầu tư lâu dài thì mình khuyên các bạn nên đầu tư cho mình một cái audio interface có ít nhất là 2 input dành cho microphone. Bởi vì chắc chắn trong tương lai thì các bạn sẽ đạt tới cái mức độ mà các bạn bắt buộc phải thu bằng 2 mic, giống như là thu stereo chẳng hạn. Cái tiếp theo là các bạn phải nhớ phải chọn cái output. Output của nó là balance output, bởi vì nó sẽ không có gây nhiễu tín hiệu mà khi các bạn để điện thoại gần hay là có những cái nguồn sóng radio gần đó, nó làm nhiễu tín hiệu của bạn, làm cho méo âm thanh khi nó ra. Và câu hỏi kế tiếp đó chính là các bạn sử dụng máy tính các bạn là cái hệ điều hành và là cái cấu hình của máy tính các bạn như thế nào? Bởi vì có rất nhiều loại connection, ví dụ như ở đây là USB connection thì các bạn có thể xài gần như cho tất cả các loại máy, nhưng có một số thiết bị cao cấp hơn thì nó sẽ hỗ trợ Firewire connection, thậm chí là Thunderbolt connection mới nhất. Và hệ điều hành của bạn nữa, hệ điều hành Windows và Mac nó đều khác nhau cả, nên các bạn nên đọc kỹ thông tin của nhà sản xuất của cái audio interface đó, người ta có support driver dành cho Windows hoặc là máy tính Mac của bạn hay không. Nếu không thì nó sẽ rất là rắc rối, sau khi bạn mua về mình phải tìm driver, hoặc là mình phải tìm cách mình hack cái phần mềm trong máy của mình để có thể chạy được. Và một cái audio interface trung bình mà theo mình nghĩ là ổn để các bạn có thể bắt đầu cái công việc của mình, nó nằm trong khoảng từ $150 cho tới khoảng $200 là rất là ok. Theo mình biết thì Focusrite vừa ra mắt một cái dòng là Scarlett, thì cái dòng đó theo đánh giá của những bạn bè của mình thì nó là một cái dòng nằm trong cái tầm giá tốt nhất mà bạn có thể đạt được một cái chất lượng gần như là chuyên nghiệp. Có những cái audio interface khác thì do mục đích sử dụng nó chuyên nghiệp dành cho những cái production lớn hơn thì nó đòi hỏi converter phải là converter chuẩn hơn và preamp phải sáng hơn, đẹp hơn, thì đối với những audio interface đó thì sẽ mắc tiền hơn, có những cái thậm chí lên đến $2,000-$3,000. Ví dụ như cái trên tay mình cầm đây thì có giá khoảng $100 thôi, và nó chỉ có một input và hai output left right và headphone output. Đây là một cái rất là cơ bản, mình hay sử dụng nó để DJ live hoặc là cho mục đích mà mình có thể di chuyển, mà mình có thể đem theo một cái thiết bị nhỏ gọn bên cạnh mình. Và một audio interface khác mà mình thường sử dụng trong studio của mình đó chính là Universal Audio Apollo Quad. Thì cái audio interface này nó có 4 preamp chất lượng cao và cái công nghệ Unison mới nhất, và nó có cả DSP onboard processor, thì nó sẽ hỗ trợ mình trong cái diện mixing và cái diện thu âm chuyên nghiệp hơn, và cái converter của nó cũng chuẩn xác hơn, giúp cho mình xuất file ra những cái file có chất lượng cao hơn để cho những cái mục đích khác. Đó là một vài chia sẻ của mình về audio interface, hy vọng nó sẽ có giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn và trang bị cho mình một cái audio interface thích hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn trong tuần tới.